qua đây với mẹ nhé. Sao bông đi rồi mẹ hóc chứ sao? Bông đi gọi bác sĩ chú cha, gọi bác sĩ. Sao gọi bác sĩ chú cha làm gì? Gọi bác sĩ chú cha, bạn đi cha, gọi bác sĩ chú cha. Gọi bác sĩ chú cha làm gì? Gọi bác sĩ chú cha, gọi bác sĩ chú cha. Gọi bác sĩ chú cha. Đi mẹ hóc luôn. Không đi gì ạ? À? Không đi mẹ hóc luôn. Now and then.
Bông xin hát tặng cả nhà một bài. Bài gì? Bài gì? Con hát bài gì? Con cây. Bài gì? Bè. Chào bài gì? Bè. Con còn đấy bé. Con có cổ. Bỏ cái tay ra. Con còn bông hôm nay là bông được đi xin đi học rồi cả nhà ơi, con sắp được đi học rồi, bông sắp được vào lớp 2 tuổi rồi cả nhà ơi. Mọi người hãy cho bông một like và yêu thích bông thì hãy share video clip lên Facebook cho mọi người cùng xem nha.